Bi kịch của dàn sao Pháp vô địch U20 thế giới năm 2013. Ngoại trừ Paul Pogba, đội hình U20 Pháp giành chức vô địch World Cup năm 2013 đều có sự nghiệp lận đận, thậm chí nhiều cầu thủ đã chìm vào quên lãng. Thủ môn Alphonse Areola, PSG, 3 năm sau chức vô địch World Cup U20, thủ môn gốc Philippines mới có cơ hội chứng tỏ tài năng trong màu áo PSG. Sau hai mùa giải bắt chính cho đội bóng thủ đô nước Pháp, Areola bị đẩy sang Real dưới dạng cho mượn và phải chịu cảnh dự bị tại sân Bernabeu. Hậu vệ Dimitri Fulcrua, Granada, Fulcrua lần lượt trải qua nhiều bến đỗ như Watford, Strasbourg, Utrecht, nhưng đều không thể tỏa sáng. Hậu vệ sinh năm 1993 cũng chưa được gọi lên tuyển quốc gia Pháp lần nào. Hậu vệ Kurt Zouma, Chelsea. Zouma may mắn hơn đồng đội cũ khi được Chelsea chiêu mộ vào năm 2014. Tuy nhiên, vào thời điểm sự nghiệp đang lên, hậu vệ người Pháp lại dính chấn thương nặng. Zouma đang được huấn luyện viên Lampard tin tưởng, trao cơ hội, anh lại không tạo ra được sự chắc chắn cần thiết. Hậu vệ Mount Hoda Nebisa, Jolten. Chức vô địch U20 thế giới không thể giúp Sa chen chân vào đội một lên. Cầu thủ sinh năm 1993 trải qua khoảng thời gian dài ngục lặng ở giải hạng nhì Anh mới có thể giúp Jolten giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất thông qua suất dành cho đội thắng playoff. Hậu vệ Lucas Digne, Everton. Digne thất bại trong màu áo PSG, Barcelona và may mắn tìm được cơ hội chứng tỏ bản thân sau khi đầu quân cho Everton. Hậu vệ người Pháp đang là sự lựa chọn số 1 bên hành lang trái của huấn luyện viên.